Tháng 10 đã trôi qua với muôn vàn khoảnh khắc rực rỡ và đầy cảm xúc tại Vé Uni. Chào mừng bạn đến với bản tin Vé Uni, nơi lưu giữ những dấu ấn tự hào và đáng nhớ trong hành trình của mỗi tháng. Hãy cùng khám phá những hoạt động nổi bật vừa qua nhé! Khởi đầu là lễ khai giảng năm học 2024-2025. Trong không khí trang trọng và phấn khởi, Vé Uni đã đón chào thế hệ sinh viên mới, cùng mở ra một chương mới đầy hứa hẹn trên con đường học tập và khám phá. Tiếp theo là chuyến đi giao lưu văn hóa của đoàn du học sinh ngành ngôn ngữ Trung tại trường Hoa Văn Công Minh. Với sứ mệnh đại sứ văn hóa Vé Uni, 10 cô gái tài năng đã sẵn sàng cho hành trình trải nghiệm và học hỏi quý giá tại Trung Quốc, đánh dấu bước phát triển cá nhân ý nghĩa. Tháng này cũng là dịp sinh viên K19 trải qua lễ bảo vệ khóa luận tốt nghiệp, khoảnh khắc quan trọng khép lại chặng đường học thuật đầy tự hào, sẵn sàng để chinh phục những hành trình mới phía trước. Hợp tác mở rộng. Tháng 10 chứng kiến Vé Uni tiếp tục mở rộng mạng lưới hợp tác. Trong đó, buổi gặp gỡ giữa Vé Uni và Sở Du lịch Thừa Thiên Huế đã mở ra nhiều cơ hội thực tế cho sinh viên ngành du lịch, thúc đẩy đào tạo nhân lực chất lượng cao và kết nối với ngành du lịch địa phương. Nhân ngày doanh nhân Việt Nam, Vé Uni còn tổ chức buổi gặp gỡ với các doanh nghiệp đối tác, thắt chặt quan hệ hợp tác và mở rộng cơ hội việc làm cho sinh viên sau tốt nghiệp. Tháng này cũng đánh dấu sự kiện giao lưu đặc biệt với 4 giảng viên từ Đại học Công nghệ và Giáo dục Hàn Quốc, nơi hai bên thống nhất chương trình giảng dạy quốc tế kéo dài 2 tuần, hứa hẹn mang đến nhiều kiến thức và trải nghiệm mới mẻ cho sinh viên. Đại diện Vé Uni tiên phong trong dự án chuyển đổi số, Digi, đổi, bước tiến trong công cuộc chuyển đổi số toàn diện, nâng cao chất lượng giáo dục và trải nghiệm học tập cho sinh viên. Hoạt động sinh viên. Buổi tập huấn kỹ năng công tác đoàn thanh niên hội sinh viên đã diễn ra sôi nổi, giúp các bạn đoàn viên trau dồi kỹ năng lãnh đạo, sẵn sàng góp phần xây dựng cộng đồng sinh viên Vé Uni ngày càng vững mạnh. Trong tháng 10, Vé Uni còn tổ chức nhiều sân chơi bổ ích như cuộc thi trang bị tiếng Anh, giúp sinh viên rèn luyện tư duy phản biện và phát triển kỹ năng ngôn ngữ, hay cuộc thi tuổi trẻ miền Trung sáng tạo xanh, cơ hội cho sinh viên thể hiện ý tưởng sáng tạo và góp phần xây dựng lối sống xanh, bền vững. Tháng này còn là dịp các bạn sinh viên quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành có chuyến đi thực tế đầy cảm hứng tại Đà Nẵng, Hội An. Trong khi các bạn ngành công nghệ kỹ thuật ô tô có cơ hội tham quan các doanh nghiệp lớn, vừa học hỏi kinh nghiệm thực tế, vừa gắn kết thêm tình bạn. Cuối tháng, lễ hội Halloween Revive in the Sky diễn ra trong không khí đầy màu sắc, mang đến cho sinh viên những phút giây thú vị và trải nghiệm sáng tạo độc đáo, tạo nên một đêm Halloween thật đáng nhớ tại Vé Uni. Tháng 10 đã khép lại với nhiều hoạt động sôi nổi và khởi đầu một năm học mới tràn đầy năng lượng. Hãy cùng chờ đón thêm những hoạt động thú vị trong tháng 11 tới tại Vé Uni.